ngồi biên thư gửi anh trốn đó lạnh đêm nay. Anh em đang theo dõi, đây là hai con đầu giải mã để anh em thưa nhạc mã của dòng Pioneer. Có mã là D5. Một con thì ổ đĩa không chạy thì cửa hàng báo giá cho anh em là 3,5 triệu. Giá tại cửa hàng không bao ship anh em nhá. Không bao ship đâu. Còn nếu thích bao ship thì anh em cứ cộng cho cửa hàng 100 hoặc 150 nếu anh em ở xa. Con dưới thì nó chạy cả giải mã và đường CD, có nghĩa là chạy full. Giải mã đây anh em có thể chạy được tất cả, đó là đường quang, đường đồng trục và đường analog, đường AV. Con dưới thì chạy ổ đĩa mắt đọc cực tốt luôn, bao test cho anh em. Còn con trên thì nó không chạy ổ đĩa, lên cửa hàng cũng nhập cả về để nó có mức giá rất bình dân để anh em dễ tiếp cận. Không chạy được ổ đĩa 3,5 triệu, còn chạy hoàn hảo là 6 triệu. Đẹp xuất sắc, size 42, màu vàng chanh. Màu hoa cà cho em. 4047, 15W. Đây là đường vào quang, đồng trục, được xuất tín hiệu ra. Đường vào giải mã analog, được xuất tín hiệu AV. Đẹp xuất sắc và bãi zin tuyệt đối luôn. Như tiếng pháo vũ quỳ tiện đưa một